Vâng, và đúng 5 giờ mình sẽ cùng kiểm tra xem đã có cái remarketing của phiên bản 5.0 chưa nhé anh em. Wow, có luôn rồi anh em. Thú thật với anh em là lúc đầu mình cũng không có quá hào hứng với cái remarketing của phiên bản 5.0, bởi vì những nhân vật kiểu như thế này nó đã xuất hiện từ trước rồi đúng không anh em? Nhưng mà rõ ràng là khi mà nhìn thấy cái ảnh này thì cái suy nghĩ trong mình nó khác hẳn anh ạ. Cái suy nghĩ của mình nó thay đổi hẳn khi mà nhìn thấy cái drip này. Nhân vật được vẽ rất là sắc nét luôn và có gì đó khá là gợi cảm với bộ trang phục kiểu đi biển như thế này. Thêm vào đó thì nó gợi cho mình nghĩ và cả anh em nữa một cái cảm giác về nhân vật của Pokemon đúng không anh em? Thật sự nếu như bảo đây là nhân vật đến từ một tựa game Pokemon nào đó collab với Genshin Impact thì mình cũng tin ngay. Giống như kiểu phiên bản Aloha hay là cái gì đó mình đã từng chơi rồi ấy. Và về nhân vật Mulani này thì thông tin gần nhất mình nhận được có vẻ như là cái hoạt ảnh của ấy cũng sẽ rất đặc biệt. Cái ván lướt hình con cá mập này không chỉ đơn giản là để di chuyển mà nó còn có thể dùng để tấn công kẻ địch nữa. Theo những thông tin tin đồn mới nhất thì cô ấy sẽ là nhân vật đánh thường. Và cô ấy không chỉ đánh thường mà sẽ đấm thường luôn, đấm quái luôn anh em. Cô ấy là cư dân của suối nước. Mulani là người dẫn đường sớm nổi danh khắp Latland. Ở Latland chỉ cần nơi cô gái này muốn đi thì không có nơi nào không đến được. Tiếp theo chúng ta có giới thiệu về Kinnick. Về dream marketing của nhân vật này thì cũng rất đặc biệt. Chúng ta có con rồng sú thì nó đang nằm ở đây. Và cái phong cách của nhân vật này thì nó có gì đó rất là pixel anh ạ. Từ trang phục cho đến những cái phần trang trí khác. Về những cái phần thông tin về skill của nhân vật này thì mình thấy chưa có nhiều. Được giới thiệu một cách rất thú vị. Tên hầu của ta đầu óc không ngốc nghếch, tay chân cũng nhanh nhẹn. Khuyết điểm lớn nhất chính là sống dai quá. Quá dài ở đằng khác, làm gì có ai ngã từ trên đỉnh vách núi xuống mà không chết chứ. Chẳng lẽ đây là một cái gợi ý về việc anh ta có thể có khả năng bất tử khi mà anh em thả trôi, thả rơi từ trên cao xuống, không bị sát thương kiểu tiếp đất không? Hoặc nó cũng có thể gợi ý đến cái khả năng bay nhảy của anh chàng này trong cái video mà anh em đã từng xem rồi. Thánh Long Toàn Năng tự xưng đã giới thiệu về nhân vật Kinnick như vậy. Được khẳng định lại đây đó là nhân vật có vision thảo, còn về vũ khí thì vẫn chưa có thông báo chính thức. Trong video thì mọi người thấy anh ta cầm một cái vũ khí đại kiếm nhìn rất là lạ, thì đang có thông tin rằng đó chỉ là một cái vũ khí được biến đổi thôi. Nhưng mà thông tin giang hồ thì vẫn cho rằng anh ta là nhân vật sử dụng đại kiếm. Và cuối cùng chúng ta có nhân vật rất dễ thương, Kachina. Nhớ khi chúng tôi vừa quen nhau, cứ thấy Kachina khóc là tôi lại không kìm được, muốn đưa khăn tay ra. Mualani giới thiệu về Kachina, nhưng em ấy lại cười nói không sao đâu, nước mắt của em là để em tự lau là được. Ai rất là mạnh mẽ anh ạ, có khóc nhè nhưng mà trong đó vẫn có cái phần mạnh mẽ và dũng cảm. Tôi luôn nhớ mãi câu này, cứ yên tâm, Kachina thật ra rất lợi hại đấy. Hãy thử cổ vũ em ấy thật nhiều vào, ok. Nói chung đây là nhân vật mà mình nghĩ là nhiều người cảm thấy khá là thú vị khi mà cô ấy có cái khả năng cưỡi con gụ quay và chạy vòng vòng khắp Latland trong cái video đó. Mình cũng muốn thử anh em ạ. Danh hiệu khoáng thạch ánh vàng và Vision Nham. Nó vẫn thông tin như cũ thôi và theo tin đồn thì đây là nhân vật sử dụng thương nhá. Có một cái máy đào, máy khoan nhìn rất là ảo, rất đẹp ở đây và có thể cưỡi được anh em ạ. Nhìn con nét gì đó giống dao dao nhỉ anh em. Ok. Bên dưới có một cái phần giới thiệu khá là dài về nhân vật, anh em có thể tự đọc nhé. Về Dream Marketing lần này thì mình thấy ấn tượng nhất đối với Mulani. Nhân vật có một cái bộ trang phục thật sự là rất là phá cách và mình thích cái kiểu trang phục như thế này. Và mình nghĩ rằng nhiều người cũng sẽ thích. Nếu như role một nhân vật giữa nhân vật này và chưa tìm hiểu gì thì có lẽ là mình sẽ chọn nhân vật này. Vậy còn anh em thì sao? Anh em nghĩ rằng là anh em có định lấy sớm các nhân vật đến từ Latland không? Và anh em ấn tượng với nhân vật nào ở phiên bản 5.0? Hãy để lại bình luận nhé. Thông tin bên lề của các nhân vật khởi đầu Latland này thì mình đã làm trong rất nhiều video trước đó rồi, từ bản tin cuối tuần cho đến những video riêng. Việc nhắc lại thêm ở đây nữa thì mình thấy là nó khá thừa thãi và có thể anh em sẽ không cần thiết. Mình chỉ xin báo với anh em là đã làm rồi để anh em biết thôi. Và mình sẽ dành đoạn video phía sau để nói về một số thông tin khác mà mình nhận được gần đây. Gần đây thì mình thấy một số bài đăng trên Reddit và một số mạng xã hội khác nói về các nhân vật như là The Captain này, Columbia và Hỏa Thần. Cái điều chú ý, điều đáng buồn cười ở đây đó là những cái bài đăng đó bình thường sẽ được upvote, sẽ được nhận được lượng like, lượng yêu thích rất là cao, nhưng mà những cái bài đăng gần đây thì nó lại không như vậy. Tại sao lại thế? Thì bởi vì là những cái bài đăng gần đây nó hoàn toàn không có thông tin gì mới về các nhân vật này, mà nó chỉ là những thông tin kiểu như là suy đoán, những cái thông tin mà anh em hoàn toàn có thể đoán được. Nói chung là dạng không có thông tin gì mới nhưng mà vẫn được đưa ra và được gắn vào đó là cái dòng tin tức kiểu leak, thành ra là mọi người cảm thấy phản cảm. Cụ thể những thông tin đó là gì thì đơn giản là giống như anh em có thể dự đoán ngay được, Hỏa Thần sẽ là nhân vật có thể thay đổi lối chơi đâu đó ở khoảng C2. Nói chung là đầu tư phần cung mệnh thì nó sẽ mạnh lên. Rồi những cái yếu tố như là Hỏa Thần sẽ là nhân vật đáng roll. Những cái đấy thực sự là mình nghĩ rằng anh em nếu như chơi một khoảng thời gian của Genshin Impact thì chắc chắn là sẽ có thể đoán được đúng không nào. Với những người xem vui tính thì họ còn có thể chôn lại những cái dòng thông tin kiểu như thế này. Ví dụ như kiểu là bản thân anh em có thể dự đoán được. Chính bản thân tôi cũng có thể dự đoán được những điều này. Ví dụ như kiểu là cái thời gian tác dụng chiêu kỹ năng nguyên tố của Hỏa Thần nó sẽ dài hơn thời gian hồi chiêu, giúp chúng ta có 100% thời gian hoạt động. Bây giờ thì hãy gọi tôi là Licker đi.
Về trường hợp dự đoán này thì cá nhân mình thấy nó vẫn có cái gì đó kém chắc chắn hơn so với việc dự đoán là Catherine chắc chắn sẽ có mặt ở La La Land. Về The Captain thì họ nói rằng là đây chưa phải là nhân vật có thể chơi được. Theo ý mình hiểu thì họ nói rằng là chưa thể chơi được chắc là ở cái phiên bản này. Nó cũng giống như cái trường hợp là trước đây họ nói rằng là Alex Kino không phải nhân vật có thể chơi được, nhưng cuối cùng thì lại có Banner đấy, cho nên là những thông tin này anh em chỉ nghe cho biết thôi. Về sức mạnh của nhân vật The Captain thì họ mô tả rằng nó đã vượt qua khỏi tầm con người, vượt qua khỏi tầm của Vision rồi. Thì theo ý mình hiểu đây nó sẽ tương tự với cái trường hợp của các nhân vật như là Scott chẳng hạn, hay là các cái nhân vật có sức mạnh đến từ Khaneria. Lúc đó thì mình nghĩ rằng họ đã sử dụng một cái loại sức mạnh khác vượt ra ngoài nguyên tố rồi. Điều này mình nghĩ rằng là người chơi cũng đã nghe rồi đúng không anh em? Người chơi cũng đã đoán được rồi, dựa trên những thông tin mà Naida cung cấp từ trước. Có chăng thì nó chỉ là gợi mở thêm một số cái phần thông tin như kiểu là sau này nếu như có Genshin 2 hay là những cái phần quốc gia phía sau, nếu như muốn làm cho Genshin trở nên nổi bật hơn nữa, thay máu hơn nữa, thì có thể lúc đó chúng ta sẽ có những loại sức mạnh, những loại nguyên tố khác ngoài cái 7 nguyên tố đang có ra. Nhưng mà thực sự là từ cái thời điểm bây giờ đến thời điểm đó thì mình nghĩ rằng còn khoảng thời gian rất là dài nữa. Ngay cái lúc mình làm video này thì chúng ta còn chưa bước sang phiên bản 4.8 nữa. Thành ra là cái giai đoạn đó thì chúng ta cứ để nó ở đó anh em ạ. Mình cũng thấy anh em quan tâm rất nhiều đến nhân vật Columbilla hay là The Maiden. Thì nhân vật này hiện đang có câu hỏi là liệu rằng nhân vật có xuất hiện ở phiên bản của Latland không? Trong khi trước đó những cái tin đồn thì cho rằng nhân vật có xuất hiện ở phiên bản này. Thì đầu tiên mình phải nói rằng là cái phần tin đồn nhân vật xuất hiện ở đâu ấy thì nó chỉ là tin đồn thôi anh em. Còn về phần trả lời cho câu hỏi đó thì mình thấy có một số thông tin cho rằng là có thể The Maiden được định vị như là một con bài quan trọng ở phần nửa sau của phiên bản của Latland. Cho nên là vẫn có thể là có khả năng nhân vật sẽ xuất hiện ở đây. Chỉ là những thông tin này thì hiện tại nó còn đang rất xa và rất là xú, nên chỉ có thể nghe để biết như vậy thôi. Cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là vẫn sẽ có quan chấp hành quan trọng xuất hiện ở cái khu vực Latland này. Nếu không phải là nhân vật The Maiden, Columbilla thì cũng có thể là The Captain. Hoặc nếu như không phải là hai nhân vật đó thì biết đâu đấy chúng ta sẽ có một cái nhân vật quan chấp hành bất ngờ nào khác. Nó lại càng làm cho cái trò chơi trở nên thú vị hơn anh em ạ. Ok anh em, vậy anh em nghĩ sao về những cái phần thông tin này? Hãy để lại bình luận nhé. Tới đây mình xin phép kết thúc cái video về Rift Marketing của phiên bản 5.0 cùng với những thông tin bên lề của nó nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.